Rồi em xin chào quý anh chị cô bác nha. Đó, ngày 27 tháng 2 2024 thứ ba. Đó, công ty sổ số Đắk Lắk, số 18 anh chị. À, nha. Đây thì em có cái tờ giấy số này. Đó anh chị thấy không? Đắk Lắk. Đó, ngày 27 tháng 2 2024 thứ ba đây. Đó, cũng là ngày 18 tháng 1 năm âm lịch anh chị. Cái tờ giấy số này người ta mua nhưng mà ta bảo quản không tốt. Bữa nay là ngày 27 thì hôm nay ngày 11 rồi, từ cách đây 14 ngày luôn rồi, nhưng mà mình cũng gửi đại lý mình cho rồi, mình là gửi nha mấy anh chị khác để đem xuống công ty đó nhận tiền giùm, nhưng mà cũng không được trả về nha anh chị. Nguyên do của nó là không phải rách luôn cái ghim luôn, ghim không rách, thường dây số thường giật cái ghim, rách cái ghim của ghim bấm này. Nhưng mà chỗ ghim bấm hơi đầu anh chị thấy ngon lành cành đồ. Nhưng mà ngược lại là ở trên này nó lại rách như thế này. Tại số nó cũng hơi nhiều nhưng mà nó rách ở trên này. Đi 100 ngàn mà không được lãnh anh chị không? Anh chị thấy không? 100 ngàn mà không được lãnh. Dù khách hàng nó là chỉ lấy 5 tài số thôi, lấy 50 ngàn thôi. Đó chứ không lấy nhiều. Không lấy 100 ngàn mà lấy 50 ngàn thôi. Em cũng gửi, em làm em gửi không được thì em gửi cho anh chị đại lý bán đại lý khót. Đó, cái đêm xuống cũng đêm về. Đó, nên anh chị mình lưu ý khi mình mua vé số nha anh chị. À, lưu ý thì mình giữ bảo quản cái tờ vé số nha. Công ty có quy định là nguyên hình nguyên khổ nha anh chị. Đó. Nếu anh chị làm rách đó thì không được nhận, thì đó mà do thiệt hại rồi thuộc về quý anh chị nha. Nếu mà giải là giải 100 ngàn thôi mình bỏ cũng được. Nếu mà trúng cái giải lớn thì rất là tiếc nha anh chị. Đó thì mình quay để cho anh chị mình đúng là giấy số này 100% là thật rồi, không giả. Nhưng mà ngược lại á là chúng ta bị rách nên chúng ta không bị nhận, không được nhận giả thôi, là do không nguyên hình nguyên khổ. Đó như trong tờ giấy số này người ta là vé trúng phải còn nguyên hình nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tải xóa. Đó cho nên là anh chị mình cố gắng giữ tờ giấy số nha. Thôi dù anh chị cũng muốn nhận tiền 20 ngàn cũng không được nữa. 100 ngàn bây giờ nhận 20 ngàn cũng không được nha anh chị. Xuống công ty cũng trả về. Đó nên mình thông báo cũng như là mình quay cho anh chị mình xem. Để anh chị mình có cái hiểu biết để chúng ta giữ cái tài giấy số nó tốt hơn. Khi mà chúng ta tưởng là rách xa xa gì đó, bạc đơn giản bula gì đó này cũng nhiều rách nha. Miễn số là để số đó không giả được rồi là mình nhận được. Rất ít mình nghĩ vậy, nhưng mà rất là không nhận được nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video nha. Chúc cho anh chị chúng ta được trúng những tài giấy số may mắn lớn, tài lộc đến với mình nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video và ủng hộ kênh của em. Nếu anh chị thứ hai hãy bấm like đăng ký nha anh chị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngồi đây nha. Anh chị thấy không? Trái này trái dao, dao tàm, có trái rất là nhiều anh chị thấy không? Em ngồi ngay chỗ đây. Đây là khu vườn của em nha anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị cô bác nha. Rồi. Dao tàm rất ngọt, tuyệt vời nha. Rất ngọt nha anh chị. Đỏ này chín nha. Ngọt lắm nha anh chị. Rồi cảm ơn nha anh chị nha.